Chào các bạn đang đến với kênh Bốc Gaming nha các bạn ơi. Và hôm nay vẫn như thường lệ thì mình sẽ chơi theo những sứ mệnh mà các bạn đã yêu cầu mình chơi trong video lần này anh em nhé. Và mở đầu đó là sứ mệnh 400 anh em ạ. Sứ mệnh này mình chơi rất nhiều lần rồi nhưng mà có một bạn mới yêu cầu mình chơi sứ mệnh 399 và 400 anh em ạ. Và mình sẽ chọn trên sứ mệnh 400 để mình chơi anh em nhé. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và đây là giao diện của sứ mệnh 400 của phiên bản mod anh em nhé. Mình lại tiếp tục chơi phiên bản mod cho anh em xem anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ triệu hồi đại đế Griffon ra để chiến đấu anh em nhé. Mình thử dùng những anh chàng Griffon này để chiến đấu với boss ở phần cuối của sứ mệnh 400 anh em nhé. Để xem bao nhiêu anh chàng Griffon thì tiêu diệt được boss anh em nhé. Đâu rồi. Wow, anh em thấy mẹ dàn chiến binh như thế này thì đủ tiêu diệt Final Boss chưa anh em nhỉ? Chiến nào? Quá rồi. Anh em nhỉ? Đâu rồi. Nice là, dàn chiến binh đi rất chi là hoành tráng anh em ạ. Mấy đặc công thủ này không biết sợ là gì anh em ơi. Ây da, chiến nào? Đó, quá là ghê gớm luôn anh em nhỉ? Cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em hãy like và chia sẻ video và đăng ký kênh để bây giờ mình sẽ triệu hồi thêm mấy bà phù thủy bơm máu ra để chiến đấu anh em nhé. Đó, mở cửa trên bình để mình chiến boss anh em nhé. Và đây là sứ mệnh của anh chàng saxophone anh em ạ. Anh chàng kiếm to hơn chỉ là muốn chiến anh em ơi. Kìa, nhìn hắn kìa. Đó. Quá là ghê gớm luôn anh em ạ. Đó, một mình anh chàng saxophone mà chống chọi tới 10 anh chàng thì boss anh em ạ. Quá là kinh khủng anh em nhá. Bây giờ mình tạm thời mình lùi lại để cho anh chàng saxophone này lên để mình mai phục anh em nhá. Đâu rồi. Quay lại về cho saxophone về lòng đất nào. Wow. Máu nha. Dạ, đâu rồi, tạch chưa anh em ạ. Anh chàng saxophone này quá kinh khủng anh em ơi. Để xem nào. Wow. Được đấy. Chiến nào anh em ơi. Wow. Đây. Gọi mấy anh chàng cung thủ này đi cho về với lòng đất luôn anh em nhỉ. Wow.
Gritfong của chúng ta về chiến đấu chi là hoành tráng đấy các bạn. Đâu rồi, chết nào. Wow, ghê chưa. Còn thằng nào ra là tìm thằng đó liền anh em nhỉ. Thêm hai anh chàng Gritfong nữa anh em ơi.
Bây giờ mình chỉ còn hai anh chàng Griffon để đánh với Bigbot thôi anh em ạ. Để xem nào trận chiến này sẽ đi về đâu đây khi Bigbot quá là mạnh anh em ơi. Phải dùng rất nhiều Griffon anh em. Để xem Griffon với Bigbot ai sẽ giành chiến thắng ở sứ mệnh 400 này anh em nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hãy để lại những sứ mệnh mà anh em muốn mình chơi ở dưới phần bình luận của video anh em nhé. Mình sẽ chơi tất cả những sứ mệnh mà anh em yêu cầu anh em. Wow, Griffon sắp tạch hết rồi anh em ơi. Phenobot này quá kinh khủng anh em. Một thằng tạch nữa rồi anh em ơi. Còn mẹ anh chàng Griffon cuối cùng của trong thằng 10 thằng cuối cùng anh em. 9 thằng đã tạch rồi mà bây giờ chỉ còn một thằng cuối cùng ấy anh em ơi. Để xem nào, mình phải triệu hồi tiếp Griffon ra để chiến đấu với Phenobot anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Quá là ghê gớm anh em nhỉ. Để chiến nào, 2-1 nào. Tiếp tục triệu hồi anh em ạ. Tình hình là không ổn tí nào anh em ạ. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ mình phải tiếp tục mình triệu hồi nhé. Để thử sử dụng coi bao nhiêu anh chàng Griffon thì mới tiêu diệt được anh chàng Phenobot này anh nhá. Thêm 5 anh chàng Griffon nữa anh em ơi. Xem nào, 5 anh chàng Griffon này cũng quật ngã được Phenobot không nhé. Come on.
khủng anh em nhỉ. Đó, em hai anh đang cái phòng này thì làm xong anh em nhỉ. Chắc phải sử dụng một cái gì nào đó để hạ anh chàng Pin Boss này thôi, chứ hôm nay thì Pin Boss chắc bất tử luôn qua anh em ơi. Tiếp tục triệu hồi đây anh em nhé, triệu hồi cho mấy anh chàng ở không ra để chiến đấu nữa. Anh em ơi, và lên Phil and Boss lên tường là mình phải tiếp tục triệu hồi nữa anh em nhé. Triệu hồi thêm 3 anh chàng nữa ra nào. Quá là khiếp đảm của Phil and Boss. Chắc bây giờ là phải đến tầm gần 50 thằng Phil and Boss, gần 50 thằng Griffon anh em ạ. Gần 50 anh chàng Griffon ra bị Phil and Boss nặng anh em ơi. Quá là kinh khủng anh em. Bây giờ thì mình đã sụt giảm lượng máu rất là nhiều rồi, chắc phải sử dụng lấy tia xe của anh mới hạ được Phil and Boss. Tiếp tục triệu hồi, tiếp tục triệu hồi nào, nhanh nhanh tương sâm. Wow, mình mà không sử dụng tia xe thì mình sập được cái chắc luôn anh em. Đây ông đây phải sử dụng lấy tia xe mới hạ được Phil and Boss anh em ạ. Đó anh em thấy không, phải sử dụng cái tia laser chứ để cho cả trăm anh chàng Griffon ra thì cũng bị Phil and Boss hạ cho đo ván luôn anh em ơi. Rồi chúng ta cùng qua sứ mệnh 405 nào anh em ơi, để xem các bạn Nhật Vũ yêu cầu mình chơi sứ mệnh 405 anh em nhé, và mình tiếp tục mình sử dụng phiên bản mod anh em nhé. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé, mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Từ phiên bản mod cho tới phiên bản thường cho tới phiên bản hack anh em ơi. Phiên bản nào mình cũng chơi hết, chỉ cần anh em yêu cầu thôi anh em nhé. Và anh em xem được kênh của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thật là thú vị nha anh em. Và ở sứ mệnh 405 này thì chắc mình sử dụng một anh chàng Griffon anh em nhé. Còn đâu mình sử dụng những anh chàng cung thủ Kichu anh em nhé. Xem nào, để xem nào. Những chiến binh của mình đã xuất hiện đây anh em ạ. Là một dàn cung thủ Kichu với những chiến binh mẹ tóc vàng anh em ơi. Kèm theo đó là một anh chàng Griffon đại đế. Giờ sẽ đi xử lý mấy thằng zombie này nào anh em. Anh em có yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, mấy thằng zombie này thì không phải là đối thủ của cung thủ anh em nhỉ. Zombie mà gặp cung thủ thì chỉ có tắt điện thôi anh em ạ. Đấy, 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 zombie nhảy à. Nhảy này, trời ơi, hung hăng theo cố vào, mẹ xử lý hết anh em ạ. Để xem nào, để xem nào, mấy thằng zombie đi bộ này thì không ăn thua anh em nhỉ. Đâu rồi, không qua thì lại tạm thời lui quân anh em nhé. Zombie nhảy này, đang tính lui quân về làm chén cơm nguội thì nó lại nhảy ra luôn anh em ạ. Đã vậy thì mình phải xử lý thôi anh em nhỉ, không còn cách nào khác cả. Đó, ghê gớm chưa, ghê gớm chưa, còn thằng nào nữa, còn thằng nào nữa. Đâu rồi, xử lý nào. Wow, ghê gớm quá anh em. Đâu rồi, còn cha con thằng nào xuất hiện để cho những anh chàng cung thủ Kichu này và anh chàng Griffon thể hiện được tài năng của mình ở sứ mệnh 405 anh em nhỉ.
mè ra đằng nào là thịt thật đó liền đấy anh em ạ. Ái da, ái da. Lại có mấy anh chàng zombie lính giáo đi bộ này thì chỉ có ngủ gần thôi anh em ạ. Defense. Xem nào để xem nào. Ái da, dăm ba thằng đi bộ chỗ này thì ra thằng nào là xử lý thằng đó anh em ơi. Grip không là sứ mệnh 405 này thì quá nhàn luôn anh nhỉ. Còn ở sứ mệnh 400 lúc nãy thì quá là vất vả với anh chàng Finn and Boss anh em ạ. Phải đến 50 anh chàng Grip không thì mới hạ được anh chàng Finn and Boss ở sứ mệnh 400 anh em ơi. Quá là ghê gớm anh em ạ. Ái xa, zombie nhảy anh em ạ. Đó, đó, mấy anh chàng đi bộ này thì chỉ là bia để cho những anh chàng cung thủ bắn thôi anh em ạ. Đó, cung thủ thể hiện được kỹ năng thiên xạ của mình anh em ạ. Đâu rồi, ra nhanh nào. Ái xa lại mấy thằng zombie nhảy. Mấy thằng zombie nhảy ra đây thì xong hết anh em ạ. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Wow, zombie nhảy à, máu nha, hung hăng quá đấy. Ái da. Để xem nào. Ái da, mấy thằng zombie này tạch hết rồi anh em ơi. Nhân vật tiếp theo là ai đây nhỉ? Ái da, mấy nhảy này nhiều thế nhỉ? Mấy thằng zombie nhảy này mẹ bố đời lắm anh em ạ. Nó cứ nhảy vào mẹ dàn cung thủ của mình không à? Nó không biết sợ là gì anh em ơi. Để xem nào đấy, mưa tên và bão đạn ở đây. Đâu rồi, ái xa. Boss của những anh chàng lính giáo zombie anh em ạ. Ái da. Đây là một anh chàng rất chi là to cao anh em ạ. Nhưng mà chắc không phải là đối thủ của đại đế của chúng ta đâu anh em ơi. Đấy, cho hai tụi nó dắt nhau ra giữa mẹ sân này chơi cho nó máu anh em nhỉ. Đâu rồi, cho nó về vạch xuất phát nào. Mấy lần này nó chỉ có đẩy thôi anh em ạ. Đây là thủ lĩnh của những anh chàng zombie anh em ạ. Đấy, đây là thủ lĩnh của lính giáo zombie anh em. Đấy, thủ lĩnh của lính giáo zombie này thì chỉ có đẩy tượng là nhanh thôi anh em nhỉ. Chỉ còn cái sức sát thương của hắn cực kỳ yếu anh em. Tí là tạch luôn nhỉ. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Mình sẽ chơi tất cả những sứ mệnh mà anh em yêu cầu, mình không bỏ bất kỳ sứ mệnh nào đâu anh em nhé. Chỉ cần anh em yêu cầu mình chơi thôi thì sứ mệnh nào mình cũng chơi anh em ạ. Và phiên bản nào mình cũng chơi luôn anh em ơi. Đó, tình hình kiểu này thì chẳng mấy chốc mà thủ lĩnh của những tên lính giáo thì sẽ tành thôi anh em nhỉ. Ái da, tạch này, còn ai nữa. Để xem nào, wow. Trời ơi, zombie bò anh em ạ. Và vậy là sứ mệnh 405 của bạn Nhật Vũ mình đã hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Chúng ta cùng qua sứ mệnh 282 nào anh em. Có một bạn Hoàng Thị Thanh Hiền yêu cầu mình chơi sứ mệnh 282 anh em ạ. Và mình sẽ chơi phiên bản mod nha bạn Hoàng Thị Thanh Hiền nha. Ái da, nhìn quả giao diện 282 này là rất chi là máu chiến rồi anh em nha. Để xem nào. Và ở sứ mệnh 282 này mình sử dụng những anh chàng lính giáo giáp vàng và cung thủ Kitsu anh em nha. Đây là sự kết hợp rất chi là tuyệt vời của những chiến binh anh em ạ. Đó, mình sử dụng 4 anh chàng lính giáo đi anh em nha. Còn lại là mình sử dụng cung thủ anh em nhé. Để xem lính giáo và cung thủ có mang lại sự tuyệt vời ở sứ mệnh 282 này không anh em nhỉ. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Và anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Là những anh chàng tí hon này máu chiến quá, ra bị những anh chàng cung thủ Kitsu của mình hạ gục rồi anh em ơi. Để xem nào, chiến binh tiếp theo là ai thế nhở? Đó, dàn chiến binh của mình rất chi là hùng hậu rồi anh em ạ.
Quả này thì gặp ai cũng chiến thôi anh em nhỉ. Không phải bàn cái gì nhiều nữa, sư mình 282 này hết sức là tuyệt vời anh em ạ. Úi dồi ôi, những anh chàng con như thế này ra nhưng mà cái lượng máu của nó vẫn như bình thường mà anh em ạ. Nó nhỏ nhưng mà cái lượng máu của nó không hề nhỏ đâu anh em ạ. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Không có ai thì lui quân thôi thôi chứ chạy lên đây để làm gì nhỉ. Mẹ mấy ông lính giáo dắt vàng nè, máu thế nhỉ. Xem nào, không có ai à. Thì phải lui thôi chứ mẹ mấy ông máu chiến thế nhỉ. Đó, đó, ghê gớm chưa, ghê gớm chưa. Anh em xem được video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Wow, những chiến binh này hết sức là to cao ấy anh em ạ. Nhưng mà cũng phải tạch thôi anh em nhờ. Làm sao mà chống chọi nổi với sản phẩm của mình được anh em. Đó, ra thằng nào là thịt thằng đó liền. Defend. Quá là ghê gớm mà anh em nhỉ. Nhìn như thế này đúng thật là chiến trường của những chiến trường anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Wow, quả này hơi kinh đây. Lính giáo, kiếm sĩ. Đây là sự kết hợp rất chi là tuyệt vời của bên quân địch anh em ạ. Nhưng mà coi khả năng như thế nào thôi nào. Wow, wow, kiểu này thì chắc cũng tạch sớm mà anh em nhỉ. Để xem nào. Úi giời ơi, úi giời ơi. Giá thằng nào là xanh cỏ thằng đó anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, mẹ chiến binh tiếp theo là ai thế nhở? Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì anh em nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ chơi theo mọi yêu cầu của anh em ạ. Ái xà, ái xà, quả này là kiếm sĩ với linh giáo anh em ơi. Lại còn thêm mấy thằng đệ tử của bà phù thủy nữa anh em ạ. Quá là máu nhẹ lên đây mà kiếm ăn này. Ra đây mà kiếm ăn này, chiến trường này là kiếm ăn đúng không? Trời ơi. Cảm thấy mẹ đệ tử của bà phù thủy này chỉ là máu ai nhỉ. Lên xử lý bà phù thủy là mấy thằng đệ tử của bà phù thủy là sẽ tạch hết anh em ơi. Phù thủy này, này thì phù thủy này cho xanh cỏ luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, pha này đông thế nhở. Còn mấy anh chàng cung thủ này thì chạy nhanh còn kịp nào. Nice, cung thủ à. Xem nào, xem nào, xem nào. Còn thằng nào ra để xử lý luôn nào, đang máu chiến. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, lâu thế nhở. Ra để chiến chứ đang nóng máy mà không có chiến binh nào ra để chiến đấu. Đâu rồi, đâu rồi. Defense. Không có ai thì về quay về làm chén cơm nguội xong cho no say xong lại quay lên chiến đấu tiếp anh em nhá. Để chờ đợi chiến binh tiếp theo là ai thì chúng ta cùng like và đăng ký kênh nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đâu rồi, đâu rồi. Úi dồi, mẹ pha này đông thế nhở. Lại còn kèm theo một anh chàng khổng lồ hết sức là to luôn này anh em ạ. Nhưng mà thằng khổng lồ này to nhưng nó cực kỳ chậm anh em nhá. To nhưng dữ như vậy mà nó chậm luôn anh em ạ. Nó đập một phát thì quân mình tấn công chắc chắn tạch luôn. Để anh em nhìn này, nhìn này một hồi là nó tạch à. Thằng khổng lồ chậm lắm. Vậy là sứ mệnh 282 mình đã hoàn thành rồi nhé bạn Hoàng Thị Thanh Hiền ơi. Bạn còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Giờ chúng ta cùng qua sứ mệnh 99 nào anh em. Có một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 99 anh em ạ. Và mình tiếp tục mình chơi phiên bản mod bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đây là giao diện của sứ mệnh 99 anh em ơi. Đấy, giờ nhìn quả giao diện này thì hết sức là tuyệt vời anh em ạ. Đập tượng như thế này thì farm mấy anh chàng Griffon phong ra đập tượng cho nó nhanh. Xem nào, xem nào. Sử dụng 3 anh chàng Griffon phong đi anh em nhỉ. Ra farm cho quả tượng cho nó nhanh nào. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đấy, đây, đây, đây. Mẹ ba chiến binh lừng lững như thế này mà anh em nhỉ. Tầm này thì ngán cha con thằng nào nữa. Để xem nào, để xem nào. Quân địch đâu rồi nhỉ. Ấy xà, ấy xà, mẹ ra phát là tấn công ngay. Úi ôi, ông lính giáo. Ấy à, bên quân địch cũng mẹ rất chi là nguy hiểm á anh em ạ. Ba trận cùng đồ đỏ xuất hiện.
kiến thôi nào. Vào xin quả tượng, vào xin quả tượng nào anh em ơi. Anh em có nhu cầu mình chơi xuyên thành nữa thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Như thế này thì chẳng mấy trông được sống như mình. Bình đấy anh ta, tiếp viện ra, tiếp viện ra. Grip phong quý, tiếp viện, tiếp viện. Đây mình lui ra mẹ ngay giữa này, mình phang anh khổng lồ này cho nó sướng nào. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Chiến nào. Wow 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 wow. Kinh điển đây, kinh điển đây. Xử lý tiếp nào. Quả này vào xin quả tượng là sập là cái chắc anh em nhá. Để xem nào, để xem nào. Một phát sập luôn nào. Wow. Đây là sứ mệnh 9 mình đã hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhá.